Thứ nhất là cũng nghĩ là không phải đi cắt đúng không? Đúng không? Nhưng mà sau này thử đi. Vợ quan điểm. Vợ quan đi. Đúng là vợ quan đi chứ em. Thế em không thấy khó chịu gì à? Không, em thấy bình thường. Lúc cơm nó lộ ra nó sẽ rất là đau. Không, không đau. Nghĩa là lúc quan hệ thì em mới bị xước thôi. Chứ còn đâu bình thường em không 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 bị xước, không rách được gì cả. Thế là bạn ấy bị viêm da bao quy đầu. Thế thành thử là cái chỗ này nó bị viêm, nó dày, nó nứt ra. À. Em hiểu không? Thường là do nóng. Thế thì khi mà bị như này nhá, thì em mới dùng những cái này này, xong thành cái sẹo. Nó sẽ cứng lại. Dần dần nó hẹp dần. Đây là những cái chỗ này nó nứt ra này. Đúng rồi, Thế nó đã. thành cái sẹo. Nó làm cho cái sẹo rồi nó cũng dày lên. Nó làm cho những chỗ nó thành cái chỗ nó chai, làm cho bao đầu em dần dần. À, nghĩa là nó càng ngày càng hẹp. Đúng rồi, đấy không phải tự nhiên mà lại như thế, cho nên là cái tình trạng bệnh sẽ ngày càng nó nặng dần. Cho nên là trong cái việc này thì vợ quyết định là đúng không ạ, anh em thì bắt buộc phải cắt thôi, không những bảo vệ cho em, bảo vệ cho cả vợ nữa. Cái bao quy đầu của bạn ấy nó dài, người già thì nó hay còn đang bị như thế bạn ạ. Nhưng mà ra bạn còn bị cái dây hãm của bạn đấy là nó bị nứt ra này đúng không? Nó bị dây hãm của bạn ấy cũng hết sức bình thường thôi, không ngắn. Nhưng mà các bạn thấy là cái tình trạng viêm nó làm cho nó nứt ra như thế. Cái tình trạng này thì bắt buộc phải cắt bao quy đầu.